Xin chào các bạn. Thì hôm nay mình lại tiếp tục đang có mặt ở tại cửa hàng xe gắn máy Mai Duy. Đây chính là mặt tiền cửa hàng ha. Và đây chính là tuyến đường Triệu Nương nè các bạn. Địa chỉ chính xác của cửa hàng là ở số 67 ha, đường Triệu Nương. Đây nè các bạn, thị trấn Mỹ Xuyên, tỉnh Sóc Trăng nha các bạn. Hôm nay thì mình sẽ lại tiếp nối những video cập nhật giá những dòng xe nhập khẩu từ Indonesia. Bây giờ mình sẽ đi thẳng vào trong cửa hàng luôn các bạn. Vào hôm nay mình sẽ đến với các bạn báo giá tiếp tục dòng xe Yamaha MX King nhập khẩu từ Indo. Và một thông tin rất là tốt cho các bạn luôn là giá xe hôm nay, đầu tháng 9 này, cửa hàng đã có giảm giá cho các bạn. Và cũng lâu lắm rồi mới có được khoảng trống thế này để mình quay cho các bạn thật là thoải mái. Các bạn nhìn nè, rất là trống đúng không? Tại vì các bạn nhân viên mới vừa dọn dẹp chỗ này ha, và dời dòng xe MX King này xích vào trong và ngay hàng thẳng lối thế này cho mình quay. Bây giờ mình sẽ báo giá luôn một cái nè, chắc chắn rồi các bạn sẽ mong chờ cái giá hơn tất cả. Hồi cuối tháng 8 mình báo cho các bạn á, vẫn là cái giá là 53 năm, thì vào đầu tháng 9 này cửa hàng đã có động thái giảm giá xuống chỉ còn là 52 triệu, là giá đã bao gồm VAT nha các bạn, nhưng chưa bao gồm phí biển số. Bây giờ mình đến với các bạn phí biển số luôn ha, tức là phí lăn bánh. Tùy khu vực, nếu các bạn ở huyện là 1,3 triệu, thị xã là 2 triệu, và ở tỉnh tức là thành phố Sóc Trăng chẳng hạn là 2,7 triệu. Hiện tại thì cửa hàng còn vỏn vẹn bao nhiêu đen màu, khi nào cửa hàng về nữa thì mình sẽ tiếp tục cho các bạn xem. Nhưng mà các bạn có thể đặt màu. Vừa rồi đã lâu rồi có một bạn là muốn mình quay chi tiết cái phiên bản màu đỏ xám, nhưng mà thật sự thì cái màu đó bây giờ cửa hàng đang hết. Có thể các bạn cứ alo cho cửa hàng đi để mình đặt màu thử xem như thế nào. Mình có thể kết bạn Zalo rồi mình gửi cái hình cái màu đó xem là cửa hàng còn màu đó hay không. Đôi khi còn ở trong kho, tại vì cửa hàng rất là nhiều kho các bạn, mà chưa có mang về kịp ha. Thì các bạn cứ alo cho cửa hàng qua ba số trên này nè, trên này ha, ba số, hai di động, một số bàn, và cửa hàng thậm chí cũng có ship xe toàn quốc cho các bạn luôn. Còn phía trước này là một dãy là những phiên bản màu độ đó các bạn, đây màu độ ha. Chi phí màu độ á, chỉ cần cộng thêm 1,5 triệu thôi là ra ngay cái màu độ. Nếu các bạn muốn sơn tem hoặc dán tem nữa thì mình sẽ cộng thêm 500. Rồi nếu muốn sơn vành như thế này là cộng thêm 500 nữa ha. Còn nếu các bạn chỉ muốn sơn không thôi thì chỉ có 1,5 triệu thôi nha các bạn. Nguyên một chiếc xe chỉ có 1,5 triệu thôi. Cái màu đen vàng này là thế hệ cũng là khá là mới. Khá là mới ha. Đen vàng, đen đỏ, xanh GB ha. Hôm trước còn một chiếc đen đỏ nữa nhưng mà cửa hàng bán rồi. Còn đây là cái màu đen cam. Màu này thì trước đó nữa. Rồi cái màu đỏ xám cũng là màu cùng một lúc, cùng một thời với cái mẫu này đó các bạn. Mẫu 2019 nè. Cùng một thời với cái mẫu này. Cái này 19 ha, còn cái này mình nhớ không nhầm là khoảng 20, 21 gì đó. Cái màu đen vàng nè các bạn. Còn đây là cái mẫu 2018. Thì mẫu này cái giá nó vẫn giữ nguyên là 56 triệu. Đây, màu đen đi với tem xanh ha. Mẫu 2018. Cụm đầu đèn mới, rồi cụm đồng hồ mới. Xin lỗi các bạn, cụm đầu đèn cũ, cụm đồng hồ cũ. Đó, có rất nhiều bạn thích xài đồng hồ mà cơ như vậy. Vặn ra cái nó vặn lên như nè. Đó, nó cũng có một cái nét riêng rất đặc biệt. Và đặc biệt là cụm đồng hồ này nè, cụm đầu đèn này nè. Cũng có nhiều bạn thích cái kiểu này. Rồi, có gì thắc mắc về vấn đề mua trả góp nè, ship xe nè, đặt màu nè, thậm chí là đặt màu sơn. Cửa hàng sẽ nhận đặt màu sơn từ sơn thường cho đến sơn 3D luôn ha. Thích sơn như thế nào các bạn cứ yêu cầu cửa hàng. Thì các bạn vui lòng alo cho ba số điện thoại trên này ha. Hai số di động, một số bàn. Để mình tư vấn cho nó kỹ ha. Đây là cái màu đen vàng, có chữ Movita đó các bạn. Bên này là màu xám ha, xám xi măng. Còn đây là màu cam nha. Hai cái màu cam này nó cũng khác màu nhau đó. Một cái cam đậm, một cái thì cam lợt. Còn bên này là màu xanh đi với màu xám, hay còn gọi là màu bạc đó các bạn. Nè, thân sau là màu xám luôn nè. Cái này là tem dán nha. Tem dán hay tem sơn gì nó đều bằng giá nhau hết nha, 500 ngàn. Rồi sơn vành đó là 500 nữa ha. Còn đây là cái màu đen vàng, đen mờ đó các bạn, đi với cặp vành.
màu vàng chanh rất là nổi bật. Đây ha, đen vàng đó các bạn. Còn ở chỗ này là cái màu đen cam nha. Màu đen cam. Nước sơn bóng nha. Về trắng bụng trước là màu cam luôn. Rồi cái vành á là nó có cái đường chỉ á, màu cam. Vành sơn đen, chỉ cam. Tem nè. Và màu cam nó nằm ở vị trí ốp hông nữa các bạn. Chỗ này. Mình gọi là ốp hông ha. Đó. Rồi, mình sẽ báo giá nhanh như thế thôi ha. Giá nói chung đã có giảm xuống đó các bạn. Bà nào muốn chốt thì có thể chốt. Đây là cơ hội tốt rồi. Đã qua tháng 7 âm lịch rồi. Và qua tháng 9 ở trên. Vừa ngay dịp lễ nữa mà giá xe xuống. Chỉ còn có 52 triệu thôi. Bây giờ mình sẽ khép lại cái video này đây nha. Xin chào các bạn.